Tại nhà Nhện Trắng, cô ấy đang vui vẻ ngồi xem điện thoại. Đúng rồi, mình sẽ gọi cho Nhện Trắng. Alo, được chứ? Chốt thế nhé. Ừ. Người hãy mau mặc cái này vào cho ta. Em à? Không được đâu ông chủ. Cãi lại. Ngươi hay là ta là chủ đây hả? Em mặc đây ạ. Ông chủ thấy sao? Giống lắm. Giờ thì ngươi đi xử bọn chúng đi. Tuân lệnh. Nhện Trắng đang đi trên đường thì lúc này lại xuất hiện một nhện trắng khác đang bám sau cô. Ủa, sao mình cứ có cảm giác có ai đó đi theo sau mình vậy? Hey, Nhện Trắng, lâu quá không gặp, dạo này cậu khỏe chứ? Ta sẽ tiêu diệt cả hai ngươi luôn. Tiếng gì vậy? Có gì đâu, đi nào. Tức quá. Tớ khát nước quá. Được rồi, cậu ở đây đợi tớ nha. Ngay lập tức, có ai đó đang lặng lẽ đi về phía Nhện Trắng. Có người. Hả? Người là ai? Chuyện gì thế này? Dạ. Hey. Y. Ôi trời. Hả? Sang bên đó nào. Hai người dừng lại mau. Nhện đen là tớ đây. Nhện đen ngơ ngác không thể phân biệt được ai thật ai giả. Phải làm sao đây? Hai cô dừng lại đi. Chỉ có một cách đã. Thật sao? Được. Bây giờ hai người thi giật tay với nhau nhé. Bắt đầu. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Có vẻ như cuộc thi giật tay giữa hai nhện trắng không thể phân thắng bại. Một lúc lâu sau. Dừng. Dáng này hai người qua. Chúng ta sẽ có thêm phần thi nữa. Dáng thứ hai. Theo tớ nào. Đồ giả mạo. Cô mới là người giả mạo. Đến nơi rồi. Nhìn tớ nè. Wow. Ai thi trước đây? Để tớ. Thôi xong rồi. Sao thế? Dạ. Chuộn thôi. Đừng hòng chạy. Dạ. Hết cách rồi. Đánh liều thôi. Dạ. Ui không. Xử lý hết bọn chúng cho ta. Không dễ thế đâu. Hả? Dám cướp đồ. Dạ. Hây. Dạ. Hây dạ. Pha chốt đi. Hây dạ. 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 Tớ đến rồi đây. Cô có sao không ạ? À? Cậu vẫn ổn chứ? Về nhà thôi. Tại phòng ngủ. Hả? Sáng rồi sao? Nhện bạc, vậy thôi. Nhện đen, vậy đi nào. Được rồi. Hey ya. Yahoo. Hey. Chào buổi sáng. Đánh răng thôi. Bắt lấy này. Đánh thôi. Hey. 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 Xem có gì ăn không nào. Nope.
Ơ, sao mà trống không vậy? Mở bên dưới xem. Hả? Cũng không có gì. Chán thật đấy. Bật tivi xem vậy. Ơ, điều khiển hỏng hả? Sao mà không lên thế này? Hả? Trông ngon quá. Wow, tuyệt vời. Đói thế. Tớ cũng đói. Đói quá. Hả? Để tớ. Cái gì vậy? Xúc xích của mình đâu rồi? Thôi kệ. Nè, để tớ thử xem. Hả? Tay của tớ. Chuyện này là sao? Xem tớ đây. Wow. Các cậu, lại đây. Đến lượt tớ. Giờ đến tớ. Hả? Đồ ăn của mình đâu? Thôi kệ đi. Lấy được rồi. Ơ, gì vậy chứ? Yeah, ăn thôi. Vô. Ngon thật đấy. Cậu quá tuyệt luôn. 5 phút sau. Hơi no quá. Này, mở kênh tiếp đi. Được thôi. Bích gái, chúng ta ra ngoài thôi. Hey, tớ có ý này. Theo tớ nào. Đi thôi. Hả? Súng đâu rồi? Mau đi tìm thôi. Vào vị trí. Sẵn sàng. Bắt đầu. Cậu nhớ bắn cẩn thận đó. Yên tâm đi. Cậu đỉnh thật. Soạn thôi. Đến lượt tớ. Dừng lại. Nhìn bạn. Cậu đứng lại mau. Tên đầu quân ngốc. Lêu lêu. Ừ, tuyệt quá. Yeah. Bật kênh tiếp theo nào. Nè, đi đá bóng không? Được đó. 1, 2, 3. Đi thôi. Chúng ta vào trong tivi thật rồi. Chỗ này được đó. Chơi thôi các cậu. Xin chào. Bắt lấy này. Yes. Các cậu nhìn tớ nhé. Đến đây nào các cậu. Tiếp đi. Hey. Yeah. Tuyệt quá. Yeah. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Chúng ta cũng về thôi. Về nào. Mệt quá. Ê, chúng ta đi ngủ thôi. Phải tắt tivi đã. Đi ngủ thôi. Hey. Yeah. Chúc ngủ ngon. Tiếng gì thế nhỉ? Này, đi kiểm tra thôi. Được.
Đi thôi. Cậu thấy gì không? Coi thử dưới kia xem. Hả? Ai vậy? Xin chào Joker. Các người chạy đi đâu? Nhanh lên nào. Đấy rồi. Sẵn sàng. Đi thôi. Chúng đâu rồi? Giơ tay lên. Hả? Một, hai, ba. Yeah. Thả ta ra. Vậy là xong. Yeah. Đi ngủ tiếp thôi. Được. Đã sáng rồi sao? Hôm nay chính là sinh nhật của mình. Vậy thôi nào. Trông cũng khá ổn đấy. Đánh răng đã. Đã xong. Đẹp trai rồi. Ơ, sao mình lại cầm bằng chải nhỉ? Hey. Bộ này được đấy. Hôm nay mình sẽ mặc nó. Đúng là đẹp trai, mặc gì cũng đẹp. Đi thôi. Đây rồi, vào thôi. Wow, tiệm này được đó. Wow, nhiều bánh quá. Chọn cái nào đi? Cái này đi. Chủ quán. Hả? Có người gặp nguy hiểm. Các người không được đến đây. Hôm nay người tới số rồi. Dừng lại. Hả? Nhện xanh. Hãy xem ta đây. Trả ngươi. Hả? Chuồn thôi. Muốn chạy sao? Ôi không, chúng ta lại gặp rồi. Ngươi chạy không thoát đâu. Chúng tốt đấy. Quá đơn giản. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu. Giúp tôi với. Có ai không? Tôi tới đây. Giúp tôi với. Cậu vẫn ổn chứ? Tôi đỡ cậu dậy. Chân của tôi. Cậu đợi một chút nha. Đau quá. Tôi sẽ băng bó lại cho cậu. Cậu ổn rồi chứ? Tôi ổn. Tôi đưa cậu về nha. Đi thôi. Ổn rồi, về thôi. Hả? Cậu có sao không? Tôi đói quá. Cố gắng đợi một lát nha. Tôi đã về rồi đấy. Cậu ăn đi. Ăn từ từ thôi. Cậu uống nước đi. Cảm ơn cậu. Không có gì. Cậu cầm đi. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Goodbye. Hả? Tôi đến đây. Tối hôm ấy,
Mệt quá. Hôm nay là sinh nhật mình mà chả có gì cả. Sao nhà cửa lại tối om thế này? Ta-da! Happy birthday nhện xanh. Happy birthday chú. Wow. Cậu ngồi đây. Happy birthday. Cảm ơn mọi người. Nhện xanh tặng cậu này. Cảm ơn cậu. Wow, một khẩu súng mới. Tuyệt quá. Nhện đỏ. Quà cậu đâu? Nó đây. Được đó. Giờ thì thổi nến sinh nhật nào. Xong rồi, thổi nến cùng chú nhé. Quán hô. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cắt bánh thôi. Happy birthday. Ngon thật đấy, mọi người ăn đi. Yeah. Vui quá đi. Happy birthday. Ở tập này, biệt đội người nhện đã vô tình lạc vào thế giới khủng long đáng sợ. Vậy các siêu anh hùng của chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào? Các bạn cùng theo dõi nhé. Khủng long. Ôi mẹ ơi. Tiêu rồi. Mình bị nó phát hiện mất. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Chắc tôi chết. Phía trước có lối thoát kìa. Phải liều thôi. Ơn giờ là nó không đuổi theo. Cái cậu nhìn đó. Nó đuổi tới đây rồi. Mau chạy thôi. Ui da. Đau quá. Mau lên. Nhưng mà chân tớ đau quá. Nó tới rồi. Im lặng nào. Nó thính lắm đó. Ôi không. Chạy vòng phía sau. Nhanh lên. Đáng sợ quá. Làm sao bây giờ? Nhưng cơ hội này chạy mau. Nhanh lên, nhanh lên. Mau trốn vào. Nó đó. Sao mà chúng ta đi đâu nó cũng bám theo được vậy trời.
Đừng lại đây. Nó đi rồi. May quá, nó không phát hiện ra mình. Nhẫn Hồng ơi, kẻ thôi. Các cậu, Nhẫn Hồng, thật mừng vì cậu cũng bình an. Con cũng lòng chắc chắn vẫn chưa đi xa đâu, nên chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhanh lên. Ôi thần linh ơi, đây là nơi quái quỷ gì thế này? Khủng long bay! Stop! Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Có. Nó đang tới gần đây. À, khủng long bạo chúa! Ôi da! Nhìn không? Mau đứng dậy nào. Cậu không sao chứ? Cẩn thận. Không. Tất cả là lỗi tại mình. Không thể nào. Chết tiệt. Nguy hiểm quá. Nhẫn Hồng, chạy thôi. Là con hồi đấy. Phía này. Không kịp nữa rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng sợ. Ôi à. Nhìn đó, đứng dậy mau. Chân tôi bị trật rồi, cậu chạy đi. Không được. Ui da. Chết tiệt thật. Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao? Dừng lại. Hả? Nhìn đó, tránh ra. Cậu không sao chứ? Có ổn. Nhìn đó, ta hãy mau đi thôi. Đi nào. Được. Sạch sẽ rồi. Nhìn có vẻ ổn rồi đấy. Phải thế chứ. Mà khoan, mình lau sạch rồi cơ mà. Dọn sạch không để một hạt bụi nào. Tuyệt vời. Đi nghỉ thôi. Chị. Chào Ren. Hai phụ. Sao thế, bất ngờ không? Bọn tớ có kế hoạch này vui lắm. Toàn đội mở tiệc thôi. Yahoo. Tuyệt vời. Nhà đẹp lắm anh bạn. Con bắt tay cái nào. Vui vẻ lên đi bro. Đẹp quá.
đúng thật. Xóa ngôi nào, ta đói rồi, để tớ đi lấy đồ ăn. Đây, hình như thiếu gì đó. À, làm cốc nước cho mát nào. Bánh này ăn cũng được đó chứ. Đồ ăn tới. À, ui, ui, gì vậy? Nhanh tay lên, dọn sạch vào đó. Wow, thơm quá. Tay nghề của mình ngày càng đỉnh. Nhìn là biết ngon rồi. À, tớ có ý này. Nghe thú vị đó. Ai lại tới giờ này thế? Người đâu rồi? Khoan đã. Ôi không, mình biết ngay mà. Gà của mình không thể tha thứ. No quá. Tuyệt. Bụng tớ như sắp dở rồi. Hai đứa mặc dây này, trả lại tớ mau. Chạy nhanh. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Tha cho bọn tớ đi. Đừng hòng. Trò này vui thật. Úi, suýt cả. Tuổi nhanh thật. Đứng lại chưa? Đừng đuổi nữa. Bọn tớ biết lỗi rồi mà. Chúng ta giảng hòa nha. Còn lâu. Đừng đuổi nữa. Các cậu rời khỏi nhà tớ ngay. Hơ. Ờ, cậu ấy giận thật rồi. Đây, đọc sách đi, đừng quậy phá nữa. Thôi thì đọc vậy. Phải thế chứ. Ủa, vậy đi. Tớ ra ngoài có việc rồi. Hai cậu ở nhà giữ vệ sinh nha. Và không được bày bừa đâu đó. Được thôi. Vậy tớ đi đây. Ủa, cậu ấy đi rồi. Bị mở tiệc thôi nào. Bắt tay vào việc thôi. Khách mời sắp đến rồi. Bắt lấy này. Nhanh tay lên một tí. Thấy sao hả? 5 phút sau. Chào các bro, khỏe không? Đặt tay chào hỏi cái nào. Chào mừng bạn của tôi. Nhập tiệc thôi. Khỏe không anh bạn? Vào đây ngồi đi. Hello. Lại đây nào nhóc. Ôi vui quá. Yahoo. Quẩy lên. Đợi đã. Chơi trò chơi chứ. Nhất trí. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ui trời ạ. Khó thứ không làm được. Để tớ. Tính ra nào. Ơ, đâu rồi? Nhìn ta đây này. Thấy chưa? Cố lên, cố lên. Ngu ngốc. Dạ. Tung nữa nào, được rồi. Lại, đỡ này, đỡ này. Đỡ này. Nhìn ta biểu diễn đây. Đúng không? Thấy chưa? Tiếp này. Nữa này. Thế nào? Tiếp nữa nha. Yes. Joker là số 1. Đến lượt tôi. Giỏi lắm nhóc. Tiếp đi. Phải vậy chứ. Hey. Yeah. 5 phút sau.
mệt nhưng mà vui thật. Nghỉ thôi. Bọn chúng ngủ cả rồi. Đúng là đám ngây thơ. Hành động đi, trói chúng lại. Dậy, dậy đi. Ơ, gì vậy chứ? Lục soát đi. Ôi, ôi mẹ ơi, là vàng. Bút, hey! Bút, nhìn này. Lấy hết đi, đừng để lại cái gì hết. Chuyến đi này đúng là không uổng công. Được rồi, ngồi đấy mà khóc đi hai tên ngốc. Hả? Định đi đâu hả? Hắn về bao giờ thế? Lương lẹo này. Còn hai cậu cũng có phần nhé. Đáng đời. Không dọn sạch thì đừng về. Biết rồi.